Đến bây giờ thì mẹ tôi mất được khoảng 11 năm rồi. Mẹ mất vào năm 2008. Cái tuổi thơ không được may mắn cho lắm nên là không có ba bên cạnh. Mà mẹ thì cũng vì cái cuộc sống mưu sinh nên mẹ phải đi làm xa, nên là gửi tôi ở nhà người thân. Nhưng mà có một lần thì hai mẹ con có sống chung với nhau. Nhưng mà hôm đó thì mẹ dẫn mình đi bệnh viện. Mẹ nói là mẹ đi công việc, ngồi ngoài ghế để chờ mẹ thôi. Nhưng mà chờ lâu quá không thấy thì mình mới đi tìm mẹ mình. Thì mới phát hiện ra là mẹ mình bị ngất xỉu, do là mẹ mình mới vừa bán máu xong, mà mẹ mình bán nhiều máu quá nên là cơ thể bị suy nhược và bị xỉu. Thì hai mẹ con bán là mẹ sẽ ở bên đường bên này, xong rồi tôi sẽ ở bên đường bên kia. Nhưng mà không hiểu sao trong cái khoảng thời gian đó thì ở Sài Gòn cái tình trạng mà người ta giật vé số rồi người ta đổi vé số giả rồi tiền giả, là lúc mà mẹ không biết, xong rồi cứ đổi về, xong rồi đại lý mới nói là vé số này vé số giả rồi, không có trúng thiệt đâu, là phải lấy tiền túi của mình ra để mà đền. Như vậy đó thì làm cho mình bị thâm lại cái nợ của người ta nữa, là mình cứ tiền lời thì không bao nhiêu hết mà phải đắp vào những đá nữa. Rồi có những lần thì bị người ta giật nguyên một xấp vé số luôn, là hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc rồi về năn nỉ với lại cô đại lý là thôi chị cho góp dần dần để mà trả. Cái đêm mà cùng mẹ lên xe cấp cứu để đi về chùa để lo hậu sự cho mẹ thì là nước mắt nó không còn chảy được nữa, và mình chỉ biết là bây giờ mình làm sao để mà mình mạnh mẽ lên, mình lo được hậu sự cho mẹ mình một cách chu toàn nhất có thể. Lúc nào đó mà mình sắp xếp thời gian được thì sẽ đến thăm mẹ mình, hoặc là những lúc nào đó mình có một cái tin nào đó vui, hay là những cái ngày mình nhận bằng tốt nghiệp mình cũng mang đến và mình thắp hương cho mẹ, nói là mẹ ơi, con nhận được bằng tốt nghiệp rồi, con cũng mẹ đã cố gắng rất là nhiều, nếu như mà bây giờ mẹ còn sống thì con có thể tự lo được cho mẹ. Lúc còn sống thì mẹ tôi hay nói là mai mốt mà má có mất thì cúng cà phê, mẹ thích ăn mẫn cầu xiêm, bánh bía với lại bánh hỏi cháo lòng. Nhưng mà vì là mẹ hoàng trong chùa nên là mình không có cúng cái món đó được, nên là nói là thôi xin mẹ là khi nào đó mà mình đủ tài chính để mua một căn nhà cho riêng mình, sẽ mang mẹ về thờ, thì cái ngày giỗ của mẹ mình sẽ cúng cho mẹ món đó. Hôm nay thì ngày của mẹ. Bản thân tôi thì đã mất mẹ từ rất là lâu rồi. Có thể là ước mơ của tôi và ước mơ của mẹ tôi thì lúc còn sống cũng là có một ngôi nhà nhỏ nhưng mà có đầy đủ hai mẹ con để mà sinh sống. Vẫn cố gắng rằng là mình sẽ sống thật tốt để mà mình có được một cái gia đình nhỏ trong tương lai của mình, để cho mẹ mình cảm thấy yên lòng rằng là con của mẹ đã cố gắng và bây giờ đã đạt được ước mơ là đã có nhà, đã có gia đình êm ấm và hạnh phúc. Thì nghĩ là cái điều đó là điều mà mẹ mong muốn nhất. Cuộc sống này nó bất trắc lắm, mình không có biết trước được những điều gì xảy ra. Có thể là ngày hôm nay mình vẫn còn nhìn thấy mẹ mình đó, vẫn còn gọi điện để hỏi thăm mình đó là con dậy đi làm chưa, hay là con đã ăn sáng chưa. Nhưng mà đâu biết chắc được rằng là ngày mai mình có còn thấy mẹ mình nữa hay không. Nên là nếu như
mình có thể thì hãy cứ quay trở về nhà, hãy cứ nấu một món ăn thật ngon để mà lo cho mẹ mình, hãy phụ giúp mẹ mình dọn dẹp nhà cửa. Tại vì cuộc sống thực tại nó quan trọng hơn, nó ý nghĩa hơn là để khi mà người thân của mình rời xa mình rồi, lúc đó mình mới cảm thấy rằng là cái khoảng trống bên cạnh mình quá lớn.